Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chậm chút đừng vội. Thế nào, làm cơm rất ngon có đúng hay không? Đây nào đương nhiên. Bố anh nói, người theo đuổi lúc trước của dì nữ có cả quân đoàn đó. Còn có rất nhiều con trai của quan chức cấp cao. Ai cũng không ngờ tới, sau này lại gả cho một cảnh sát nhỏ. Năm đó nhà dì cũng không kém. Không phải là người mà bản thân thích thì sao phải gả cho họ cơ chứ. Vẫn là tình cảm trong quá khứ đơn thuần. Thật ra hiện tại cháu cũng như vậy. Có một số chuyện người nào đó tự cho rằng như vậy bỏ qua, vậy mà còn dám nói bản thân đơn thuần. Vậy anh nói xem, thức ăn mà mẹ em làm ngon hơn hay là đồ ăn gì nương làm ngon hơn? Thảo luận những chuyện này làm gì, có thấy nhàm chán hay không? Trong mục lựa chọn này, vì sao không tính thêm cả em chứ? Tên nhóc này đầu óc lại số quá nhanh, chẳng trách tiểu ngư nhi thích cậu ta như vậy. Vậy em, dì nương, mẹ em ba người làm cơm, anh cảm thấy ai làm ngon nhất? Này còn cần phải nói hay sao, chắc chắn là dì nữ. Cộng thêm em, chỉ là vì để mẹ anh không làm đệm kê lót. Bố nhìn tiểu chân kia. Không sao, bố thích ăn đồ con làm. Con làm gì bố cũng đều thích ăn. Lần sinh nhật 20 tuổi này của cậu cứ âm thầm trải qua như vậy sao? Không làm lớn, ngày mai đoán chừng là sẽ có thân thích tới đây. Nhiều nhất là một nhà đông người cùng ăn cơm, cháu không quan trọng những chuyện này. Phiên dịch qua chút. Đừng kề sát em. Còn chưa đủ. Hiện tại thì sao, vẫn chưa đủ. Nếu còn dịch nữa thì hết chỗ ngồi rồi. Mặc kệ, đây là nhà của em. Được rồi, vậy anh về đây. Em tự mình ngăn nồn ở nhà của mình đi. Thật là không thể nào hiểu được cách thức yêu đương của người trẻ tuổi. Ngày hôm sau, Trần Nam, em có bệnh hả? Có bệnh thì đi ăn cứt đi. Có bệnh thì đi ăn cứt, bình tĩnh chút đi. Bác gái, anh con không dậy, anh ấy còn mắng con có bệnh, còn bảo con đi ăn 5 tấn cứt. Con không bảo em ấy ăn 5 tấn cứt, con chỉ bảo em ấy ăn một miếng mà thôi. Có, vừa nãy anh ấy nói như vậy. Hai đứa, có thấy tởm hay không vậy? Trần Nam, con đừng nghịch ngợm nữa. Trần Hán Thăng, cháu cũng mau dậy đi. Bọn em tới từ khi nào vậy? Vừa tới, thật ra cũng buồn ngủ chết đi được. Anh, chị dâu không về cùng sao? Không có, chắc là hỏi thẩm mẫu sở, lúc trước bọn họ từng tới nhà chú hai. Nhưng mà chị gái xinh đẹp ở ngoài kia là ai vậy? Chị ấy còn gọi là bác gái là gì đó.